quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Thưa quý vị, sự việc cầu Phong Châu kết nối xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao với xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ bất ngờ sụp đổ, gây thiệt hại lớn về người và các phương tiện lưu thông, đang khiến người dân không khỏi bàng hoàng, đau xót. Cầu Phong Châu có lý trình tại km 18+300, quốc lộ 32C bắc qua sông Hồng. Cầu được đưa vào sử dụng năm 1996 với tải trọng thiết kế H18X60 gồm 8 nhịp. Trong đó có 4 nhịp giản đơn dầm T33m bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, 3 nhịp giàn thép và 1 nhịp giản đơn dầm T21m bằng bê tông cốt thép thường. Với gần 30 năm khai thác, cây cầu vốn đã phải chịu nhiều ảnh hưởng, bị hư hỏng. Lại cộng thêm siêu bão Iagi, mưa lũ tác động càng khiến tình trạng xấu thêm. Cơ quan chức năng cũng khẳng định cầu Phong Châu đã qua nhiều đợt được sửa chữa, với lần gần nhất là năm 2023. Cụ thể, hồi tháng 4 năm 2023, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ với tư cách là chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án Xây dựng và Bảo trì Công trình Giao thông làm bên mời thầu đã tổ chức đấu thầu gói thầu thi công xây dựng công trình. Với giá dự toán 4.408.565.000 đồng, thuộc dự án sửa chữa cầu Phong Châu, km 18+200, quốc lộ 32C, tỉnh Phú Thọ. Tuy được đấu thầu rộng rãi qua mạng, song chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ đăng ký thực hiện và may mắn trúng gói thầu với giá rất sát so với giá dự toán là 4.400.019.019 đồng, chênh lệch là 8.545.981 đồng. Nhà thầu được nhắc tới ở đây là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại Ngọc Việt, gọi tắt là công ty Ngọc Việt, có trụ sở ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Người ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là ông Trần Hoài Giang, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ. Ngoài ra, tổ chuyên gia được Giám đốc Ban Quản lý Dự án Xây dựng và Bảo trì Công trình Giao thông thành lập theo quyết định số 03 ngày 3 tháng 3 năm 2023. Để thực hiện đánh giá hồ sơ dự thầu của gói thầu bao gồm ông Nguyễn Quốc Việt tổ trưởng, ông Cao Quang Huy tổ viên và ông Nguyễn Quang Huy tổ viên. Đây là những người đã chấm đạt cho hồ sơ dự thầu của công ty Ngọc Việt. Về sự việc sập cầu Phong Châu, đại diện công ty Ngọc Việt phán đoán nguyên nhân rất có thể đến từ tình hình bão lũ và thiên tai nặng nề trong những ngày gần đây. Đại diện công ty Ngọc Việt phủ nhận trách nhiệm tại sự việc sập cầu thương tâm này khi cho rằng nhịp cầu bị gãy đổ là do thiên tai mưa lũ khiến nước sông Hồng dâng cao, làm thay đổi địa hình lòng sông khu vực này. Đồng thời khẳng định, chúng tôi không làm gì để ảnh hưởng đến cây cầu cả. Khi bắt tay vào thi công cách đây hơn một năm, hiện trạng của cây cầu cũng bình thường, không có vấn đề cần chú ý. Vẫn theo đại diện công ty Ngọc Việt, mặc dù giá gói thầu lên tới 4,4 tỷ đồng, tuy nhiên, nhà thầu chỉ thực hiện đánh dỉ, sơn kết cấu nhịp giàn thép, sơn lại lan can, sửa chữa khe co giãn, sửa chữa và thay mới hệ thống chiếu sáng trong thời hạn cam kết là 120 ngày. Phía công ty Ngọc Việt thông tin thêm chỉ là các hạng mục nhỏ bên ngoài chứ không đụng chạm gì đến kết cấu bên trong. Được biết, từ năm 2020 tới nay, công ty Ngọc Việt đã tham gia và trúng toàn bộ 10 gói thầu do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ và Ban Quản lý Dự án Xây dựng và Bảo trì Công trình Giao thông phối hợp tổ chức với tổng giá trị gần 64 tỷ đồng. Công ty Ngọc Việt trước đây hoạt động ở khu vực Hà Nội, địa chỉ đặt tại phố Cầu Gỗ, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm. Trước tháng 4 năm 2018, doanh nghiệp có vốn điều lệ 9 tỷ đồng do 3 cá nhân góp vốn, bao gồm ông Lê Anh Tuấn, sinh năm 1985, sở hữu 10% cổ phần. Bà Nguyễn Thị Hồng Thủy, sinh năm 1984, sở hữu 85%. Và bà Nguyễn Thị Thuần, sinh năm 1990, sở hữu 5%. Sau đó, ông Lê Anh Tuấn đã củng cố quyền lực tại công ty Ngọc Việt bằng cách gia tăng tỷ trọng lên 85%. Ngược lại, hai vị nữ cổ đông đồng thời thoái vốn, thay vào đó là sự xuất hiện của ông Nguyễn Bá Trung, sinh năm 1991, nhân vật nắm giữ 15% cổ phần còn lại của công ty Ngọc Việt. Ông Lê Anh Tuấn khi này làm tổng giám đốc, tuy nhiên khá ngạc nhiên là ông chọn chuyển trụ sở công ty Ngọc Việt từ Hà Nội sang Hà Nam từ tháng 10 năm 2018. Thay vì đặt ở huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, cái nôi sinh thành của vị doanh nhân này. Hiện ông Lê Anh Tuấn vẫn là chủ công ty Ngọc Việt với 85% cổ phần.
chỉ khác cổ đông lớn góp 15% cổ phần nay đã đổi sang ông Nguyễn Quốc Chí, bạn đồng niên của ông Tuấn. Như đã biết, ngoài vai trò là đơn vị sửa chữa cầu Phong Châu hồi tháng 3 năm 2023, tại tỉnh Phú Thọ, công ty Ngọc Việt tham gia sửa chữa các cây cầu khác như cầu Ngọc Tháp, cầu Mịn, cầu Hạ Hòa tháng 3 năm 2024, cầu Đồng Quang tháng 8 năm 2023, cầu Tình Cương và cầu Ngòi Rành tháng 3 năm 2022. Từ bàn đạp là các gói thầu to nhỏ ở quê hương, ông Lê Anh Tuấn còn vươn mình sang các tỉnh thành khác, trở thành nhà thầu quen thuộc của Trung tâm Kỹ thuật Đường bộ 3, Bộ Giao thông Vận tải, trụ sở ở thành phố Đà Nẵng và Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Kon Tum, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum. Mỗi năm, doanh thu của nhà thầu lên tới hàng chục tỷ đồng và đang tăng trưởng đều đặn từ năm 2018 tới nay. Theo số liệu mới nhất, năm 2023, công ty Ngọc Việt thu về 93,8 tỷ đồng từ việc thi công xây dựng các công trình giao thông, cầu đường. Trừ các chi phí, lợi nhuận đạt 1,6 tỷ đồng. Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ sập cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước đã đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn. Trực tiếp kiểm tra tại hiện trường sập cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ vào trưa ngày 9 tháng 9, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước yêu cầu tỉnh Phú Thọ báo cáo sơ bộ thiệt hại từ vụ sập cầu. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, sơ bộ xác định tại thời điểm xảy ra sự cố có 8 phương tiện gặp nạn. Trong đó một xe tải, một xe con, 5 xe máy, một xe đạp điện đã cứu đưa 5 người bị thương đi cấp cứu tại cơ sở y tế. Do nước lũ dâng cao chảy xiết nên việc triển khai các biện pháp tìm kiếm cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn, chưa xác định cụ thể về số người bị mất tích. Tỉnh Phú Thọ đang phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, Quân khu 2 và các lực lượng chức năng tích cực khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện và các biện pháp cần thiết để tìm kiếm người mất tích, cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm, phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự. Ngay sau khi xảy ra sự cố sập cầu Phong Châu nghiêm trọng, lực lượng vũ trang quân khu 2 khẩn trương triển khai phương tiện, điều động cán bộ chiến sĩ tham gia cứu hộ cứu nạn. Trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ đã điều 3 xuồng cao tốc và hơn 200 cán bộ chiến sĩ tới khu vực cầu Phong Châu hạ lưu. Quân khu 2 đã điều động hơn 300 cán bộ chiến sĩ triển khai lực lượng phương tiện đến cứu hộ cứu nạn nạn nhân vụ sập cầu. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, ảnh hưởng của cơn bão số 3, nước lũ trên sông Thao, sông Hồng lên rất cao. Tại Ấm Thượng đạt trên 27,25 m, trên báo động 3, 1,25 m. Do nước sông lên cao chảy xiết, vào khoảng 10 giờ 2 phút ngày 9 tháng 9, cầu Phong Châu tại km 18 300, quốc lộ 32C, kết nối hai huyện Tam Nông, Lâm Thao của tỉnh Phú Thọ bị sập, cuốn trôi trụ T7 và hai nhịp giàn chính, nhịp 6 và nhịp 7 phía bờ hữu sông Thao thuộc địa bàn huyện Tam Nông. Ngay sau khi sự cố xảy ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ cũng đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo huy động các lực lượng chức năng công an, quân đội, y tế, nhân dân địa phương triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp để cứu người, ứng phó, khắc phục sự cố. Liên quan đến vụ sập cầu Phong Châu tại tỉnh Phú Thọ, Cục Đường bộ Việt Nam vừa phát đi công điện khẩn gửi Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ, khu quản lý đường bộ 1. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, sự cố lũ trên sông Hồng, địa phận tỉnh Phú Thọ, gây sập một bộ phận nhịp của cầu Phong Châu tại km số 18+300, quốc lộ 32C. Đây là cây cầu bắc qua sông Hồng, nối giữa huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao của tỉnh Phú Thọ. Liên quan đến sự cố này, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ khẩn cấp điều động nhân lực, thiết bị, tham gia khắc phục các sự cố và tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ công trình và các công việc cần thiết khác. Sở Giao thông Vận tải khẩn trương có phương án phân luồng giao thông qua các tuyến khác nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn công trình, cầu đường, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để các phương tiện và người tham gia giao thông tránh khu vực cầu Phong Châu. Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu Sở Giao thông Vận tải đề xuất sử dụng vật tư dự phòng tại khu quản lý đường bộ 1 và các cơ quan, đơn vị để khắc phục sự cố hư hỏng công trình, phối hợp với chính quyền và lực lượng chức năng đảm bảo an toàn, an ninh trật tự khu vực. Đối với khu quản lý đường bộ 1, bố trí người, phương tiện tham gia hỗ trợ Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ để khẩn trương khắc phục sự cố hư hỏng công trình, rà soát các vật tư dự phòng, nhất là các bộ dầm cầu dùng cho công tác khắc phục hiệu quả thiên tai, sẵn sàng điều động khi có yêu cầu.
Theo báo cáo của tỉnh Phú Thọ, khoảng 10 giờ 02 phút ngày 9 tháng 9, cầu Phong Châu tại km 18+300 quốc lộ 32C kết nối hai huyện Tam Nông, Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đã bất ngờ đổ sập, cuốn trôi trụ T7 và hai nhịp giàn chính, nhịp 6 và nhịp 7 phía bờ hữu sông Thao thuộc địa bàn huyện Tam Nông. Tại thời điểm sau xảy ra sự cố, các lực lượng chức năng đã cứu, đưa 5 người bị thương tới cơ sở y tế. Do nước lũ dâng cao chảy xiết nên việc triển khai các biện pháp tìm kiếm cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. Khoảng 10 giờ sáng ngày 9 tháng 9, cầu Phong Châu nối hai huyện Tam Nông và Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ bất ngờ sập. Theo báo cáo sơ bộ của tỉnh Phú Thọ, vụ sập cầu khiến 10 ô tô, 2 xe máy và 13 người rơi xuống sông, nước cuốn trôi. Ban đầu đã tìm và cứu được 3 nạn nhân. Các nạn nhân đã được Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đưa đi chiếu chụp xét nghiệm, hiện sức khỏe ổn định. Ông Phan Trường Sơn, 50 tuổi, trú tại xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, một trong 3 nạn nhân đầu tiên trong vụ sập cầu thoát nạn, kể lại thời điểm xảy ra vụ việc. Ông Sơn cho biết, ông thấy cầu rung lắc và cho rằng phương tiện trọng tải lớn đi trên cầu, bất ngờ cả người và phương tiện bị rơi xuống gần đáy sông. Ông lấy hết sức để ngoi lên mặt nước, nhưng luôn nghĩ mình không thể sống sót vì nước chảy rất mạnh. Ông Sơn đã cố bơi vào bờ, may mắn bám vào một cây chuối và được người dân đi thuyền ra cứu. Ông Phan Trường Sơn bị chấn thương phần mềm, tỉnh táo nhưng tâm lý hoảng loạn, lo lắng. Ngoài ra, hai bệnh nhân khác vào cấp cứu trong tình trạng chấn thương phần mềm đã tự đi lại được. Theo đại diện Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, đơn vị cử 2 đội cấp cứu cơ động, 2 xe cứu thương đến hiện trường, mang đầy đủ thuốc, vật tư, cáng, bình oxy để sẵn sàng ứng cứu xử trí. Khoa hồi sức tích cực dồn toàn bộ bệnh nhân đang điều trị tại đây sang phòng khác để sẵn sàng tiếp nhận nạn nhân liên quan vụ sập cầu Phong Châu vào cấp cứu. Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Long An, giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao, hiện đơn vị chưa tiếp nhận cấp cứu nạn nhân trong vụ sập cầu Phong Châu. Cơ sở y tế này đã điều động nhân viên y tế và xe cứu thương đến hiện trường để trực cấp cứu. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, ban lãnh đạo cho biết khoa cấp cứu chưa tiếp nhận nạn nhân nào trong vụ sập cầu. Đơn vị đã cử 2 kíp bác sĩ cùng xe cấp cứu sẵn sàng hỗ trợ.